Con gái rơi xuống giếng sâu, bố hốt hoảng nhảy xuống giải cứu. Vụ thầy giáo đâm đồng nghiệp đã có kết luận giám định pháp y tâm thần. Thực hư thông tin con tra tấn mẹ bằng cách lấy xe máy kéo lê trên đường. Lại thêm pha xử lý gây thót tim của cỗ máy mang thương hiệu xe nâng. Sự cố xảy ra khi tài xế điều khiển xe nâng do thiếu quan sát đã vận chuyển khối gạch lên chiếc xe tải khi thùng bên của chiếc xe này vẫn chưa được mở. Ngay sau khi đống gạch rơi vào thùng xe, chiếc xe tải đột nhiên mất lái, lao về phía trước, khiến nam thanh niên vội vã bỏ chiếc xe nâng để chạy đến khắc phục. Chính vì quá hốt hoảng, người này đã quên rằng chiếc xe nâng của anh ta vẫn đang trong quá trình hoạt động. Và nếu như không có sự can thiệp của người đồng nghiệp, chưa biết mọi chuyện tồi tệ của anh chàng sẽ còn tiếp diễn đến đâu. Một số bình luận được cư dân mạng để lại. Ví dụ của mất cả chì lẫn chài trong thuyền thuyết là đây. Ông bạn ở đâu xuất hiện kịp thời ghê. Lúng túng sẽ không làm được gì, anh lái xe nâng đã quá mất bình tĩnh. Con gái rơi xuống giếng sâu, bố hốt hoảng nhảy xuống giải cứu. Cảnh tượng thót tim này được ghi lại vào ngày 23 tháng 3 tại thị trấn Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Trong clip, một bé gái đang chơi trước nhà thì bất ngờ rơi xuống giếng sâu. Phát hiện ra sự việc, người bố ngồi gần đó đã lập tức nhảy xuống giếng giải cứu con gái. Nhờ nỗ lực của cha mẹ và hàng xóm, cháu bé đã được giải cứu kịp thời. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại. Theo tang, chú của đứa trẻ cho biết, người bố đang sửa máy bơm ngoài sân thì con gái chơi bên cạnh. Bình thường miệng giếng vẫn được đậy bằng một tảng đá nặng. Tuy nhiên do sửa chữa nên ngày hôm đó, tảng đá đã được dỡ bỏ và miệng giếng tạm thời được che phủ bằng một mảnh vải nên mới xảy ra sự việc. Dưới phần bình luận, nhiều người cũng chia sẻ cảm nhận của mình. Thấy bé rớt xuống mà giật mình, thật may cho hai bố con. Xem cảnh này làm tôi nhớ tới bé Hạo Nam, nhưng em đã không may mắn như vậy. Cả hai bố con không sao là tốt rồi, nhưng phải cẩn thận hơn, đề phòng những trẻ khác. Có một cái cách mình kiếm tiền, đó chính là mình kiếm tiền thông qua Tinder, mình kiếm tiền thông qua tất cả những cái app hẹn hò. Cô gái gây sốc khi bày cách moi tiền các anh trai trên app hẹn hò. Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn video chia sẻ cách kiếm tiền trên Tinder của một cô gái có tài khoản YouTube tên K, 28 tuổi. K khẳng định mình không có ngoại hình, sợ camera, nên ở tài khoản Tinder, cô dùng meme hài hước. Mục đích của việc này là để có một tài khoản gây chú ý và nổi bật nhất, thu hút những người hài hước, có tiền hoặc có học thức. Cụ thể hơn, K chia sẻ về 4 cách kiếm tiền của mình trên Tinder. Chẳng hạn như khi gặp mặt đối phương, cô sẽ bảo đối phương đưa về hoặc bảo em không có tiền mặt ở đây, anh có thể đưa em 200k rồi em chuyển khoản được không? Cô gái cho biết số tiền lúc thì 200.000, lúc thì 500.000 và không chàng trai nào cần mình chuyển khoản trả lại. Ngoài ra, K tiết lộ mình sẽ chỉ cho đối phương cách viết profile thu hút nhiều cô gái hơn. Khi cô viết xong, người ta sẵn sàng chuyển khoản cảm ơn. Còn vào dịp Tết, cô nàng sẽ chuẩn bị tập lì xì 20.000 và chủ động lì xì ra mừng tuổi đối phương. Đối phương thường sẽ lì xì lại, số tiền ít nhất là 200.000 và có thể lên đến 1 triệu đồng. Tổng kết lại, cô nàng cho biết mình còn nhiều lần kiếm tiền khác nữa nhờ Tinder, chẳng hạn như có người chưa gặp ở ngoài nhưng vẫn chuyển khoản. Dù đoạn clip đã có từ gần 4 tháng trước, nhưng ở thời điểm hiện tại mới nhận về sự chú ý từ cư dân mạng. Hầu hết các ý kiến đều vô cùng bức xúc và lên án gay gắt. Họ cho rằng K đang tuyên truyền một tư tưởng kiếm tiền độc hại, ăn bám và tìm cách moi tiền người khác. Những cô gái trẻ tuổi chưa ý thức được đúng sai sẽ dễ bị dẫn dắt và gặp sai lầm. Vụ thầy giáo đâm đồng nghiệp đã có kết luận giám định pháp y tâm thần. Chiều 29 tháng 3, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa có văn bản thông báo kết luận giám định pháp y tâm thần đối với bị can Phạm Thế Giáp, sinh năm 1984, trong vụ giết người xảy ra tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, ngày 7 tháng 9 năm 2022. Theo kết luận giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu số 40 năm 2023, ngày 7 tháng 3 năm 2023, trước, trong khi phạm tội và hiện tại, đương sự có bệnh lý tâm thần rối loạn nhân cách. Về năng lực, tại thời điểm phạm tội và hiện tại, đương sự hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, rối loạn nhân cách ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi.
Theo công an tỉnh Kiên Giang, tình hình bệnh của bị can Giáp chỉ ở mức rối loạn nên không đưa đi điều trị bắt buộc. Trước đó, khoảng 8 giờ sáng ngày 7 tháng 9 năm 2022, tại căng tin trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, Phạm Thế Giáp đã dùng dao đâm thầy Hoàng Anh Tuấn, sinh năm 1982, khiến thầy Tuấn bị thương nặng và chết trên đường đi bệnh viện cấp cứu. Sau khi đâm Tuấn xong, Phạm Thế Giáp lên công an phường Vĩnh Bảo đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Giáp khai nhận, Giáp và thầy Hoàng Anh Tuấn cùng là giáo viên dạy môn thể dục tại trường nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đến sáng ngày 7 tháng 9, do không kiềm chế được bản thân, Giáp cầm dao đi xuống căng tin tìm thầy Tuấn để giải quyết. Đóng học phí phải mất phí. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, tôi cũng bức xúc. Tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về các khoản thu phục vụ hoạt động giáo dục, sáng ngày 29 tháng 3, ông Cao Thanh Bình, trưởng ban văn hóa xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phản ánh những bức xúc của phụ huynh liên quan đến việc thanh toán tiền học phí. Theo ông Bình, phụ huynh than thở khi hiện nay đóng học phí phải tốn thêm một khoản phí từ các ngân hàng hay các app thanh toán trung gian. Tại sao các trường không chọn ngân hàng tham gia không thu phí mà lại là những đơn vị có thu phí? Chưa kể, nhiều trường chỉ chọn một đơn vị mà không phải nhiều đơn vị cùng thực hiện. Phải chăng có sự độc quyền ở đây? Bởi thực tế, chỉ cần phụ huynh gửi tiền vào ngân hàng trong một thời gian ngắn, họ đã có lợi. Ông Bình đặt vấn đề. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ, tôi cũng đang bức xúc về vấn đề này. Nhiều phụ huynh chia sẻ, đóng tiền học phí đối với trường này không tính phí, trong khi trường kia lại mất mười mấy ngàn. Vì thế, ông Hiếu cho biết, đã đề nghị phòng kế hoạch tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các ngân hàng khi tham gia phải công khai mức phí. Các trường phải lựa chọn đối tác phù hợp và có sự đồng thuận với phụ huynh, mức phí vừa phải. Hiện các trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai việc thanh toán không sử dụng tiền mặt. Thực tế, nhiều trường học yêu cầu phụ huynh không được thanh toán qua tài khoản trường mà đóng qua các ứng dụng trung gian. Khi đóng học phí qua những ứng dụng đó, phụ huynh sẽ mất phí từ 5.000 đồng đến vài chục ngàn đồng. Thực hư thông tin con tra tấn mẹ bằng cách lấy xe máy kéo lê trên đường. Ngày 29 tháng 3, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin và đoạn clip ghi lại cảnh con trai kéo lê người mẹ bằng xe máy gây xôn xao dư luận. Con trai tra tấn mẹ đẻ bằng cách lấy xe máy kéo lê mẹ theo đường, mặc cho người mẹ có kêu la rất nhiều, hậu quả khiến người mẹ bị thương rất nặng. Nội dung bài viết sau khi được đăng tải đã gây xôn xao cộng đồng mạng, đa số các bình luận đều bày tỏ bức xúc với hành động của người con trai. Theo tìm hiểu, vụ việc trên xảy ra vào chiều 29 tháng 3 trên địa bàn xã Tân Thịnh. Ông Trần Văn Kiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Thịnh cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền đã phối hợp với lực lượng công an xã đến nhà nạn nhân để xác minh. Sự việc không phải tra tấn như trên mạng xã hội đăng tải. Chiều ngày 28 tháng 3, người con trai 15 tuổi mới bị gãy chân đòi lấy chiếc xe tay ga nhãn hiệu Vision trong nhà đi chơi, nhưng người mẹ 42 tuổi không đồng ý nên đã giữ xe lại. Thấy vậy, người con trai cố tình nổ máy, kéo ga và khiến người mẹ bị kéo lê theo xe máy. Ông Kiên nói và khẳng định, vụ việc không phải con trai tra tấn mẹ. Theo ông Kiên, người mẹ sau khi bị ngã chỉ bị xây sát ở hông và chân trái, vết thương không đáng ngại. Đại lý xã Hàng Tồn, Honda SH350i đời cũ giảm sâu chạm đáy. Gần cuối tháng 3, mẫu xe tay ga phân khối lớn Honda SH350i đời cũ 2022 đã giảm giá thấp nhất kể từ khi ra mắt đến nay. Trong đó, Honda SH350i đời cũ 2022 hiện giảm sâu với mức giá bán ra thị trường thấp hơn đáng kể so với giá đề xuất của hãng. Cụ thể, SH350i bản cao cấp đang được các đại lý ở Hà Nội chào bán từ 126 đến 129 triệu đồng, thấp hơn đến 22,99 triệu đồng so với giá niêm yết. Bản đặc biệt cũng giảm sâu, chỉ còn 130 đến 131 triệu đồng, thấp hơn 20 triệu đồng so với giá hãng là 149,99 triệu đồng. Và giá bản thể thao tại đại lý hiện nay là 131 triệu, giảm 19,5 triệu so với giá đề xuất. Trong khi đó, giá xe đời 2023 hiện dao động từ 131 đến 136 triệu đồng, dưới giá đề xuất 14,5 đến 20 triệu đồng.
Như vậy, so với tháng trước, giá xe SH350i đã hạ thêm từ 3 đến 9 triệu đồng. Nguyên nhân của đợt giảm giá sâu trên là do số lượng SH350i đời cũ 2022 tại các đại lý vẫn còn tồn nhiều. Trong khi đó, nguồn cung xe 2023 từ Honda Việt Nam khá dồi dào. Bên cạnh đó, sức mua trên thị trường những tháng đầu năm đang sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, cũng là một trong những tác động chính khiến xe ế ẩm. So với mức trên 60 đến 70 triệu đồng cách đây từ 6 đến 7 tháng, thì giá bán hiện tại của SH350i sẽ giúp người dân dễ tiếp cận hơn. Một đêm nhạc bị khán giả tẩy chay vì mời Hiền Hồ biểu diễn. Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin về một đêm nhạc có sự xuất hiện của Hiền Hồ và Trịnh Thăng Bình. Vẫn như mọi lần, poster của đêm nhạc đã vấp phải nhiều sự phản đối từ khán giả khi mời Hiền Hồ, nữ ca sĩ với lùm xùm suốt một khoảng thời gian dài trong showbiz. Tuy nhiên, điều khiến cho cộng đồng mạng tức giận hơn cả chính là thái độ của ban tổ chức đêm nhạc trước sự phản đối của khán giả. Cụ thể, ban tổ chức đêm nhạc đã trả lời những bình luận phản đối Hiền Hồ rằng chương trình diễn ra với mục đích đem tiếng hát của nghệ sĩ đến khán giả chứ không quan tâm chuyện đời tư. Người này còn khẳng định, chúng tôi không book ca sĩ để kể chuyện đời tư, chúng tôi book ca sĩ để hát phục vụ cho khán giả yêu mến họ. Chia sẻ này của ban tổ chức đêm nhạc đã nhận về hàng loạt sự phản đối, tẩy chay từ cộng đồng mạng. Phía ban tổ chức đêm nhạc sau đó đã xóa poster chương trình với sự xuất hiện của Hiền Hồ và Trịnh Thăng Bình. Tuy nhiên, dân mạng đã nhanh chóng chụp lại nội dung bình luận và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội để phản đối ban tổ chức đêm nhạc cũng như Hiền Hồ. Đây không phải lần đầu tiên Hiền Hồ bị phản đối khi xuất hiện trong các chương trình ca nhạc. Cụ thể, thông tin ca sĩ Hiền Hồ là ca sĩ khách mời trong đêm nhạc chào tân sinh viên K13 Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào tối ngày 19 tháng 11 năm 2022 đã vấp phải phản ứng dữ dội từ chính cộng đồng sinh viên. Sau khi cộng đồng sinh viên phản đối dữ dội, đại diện của trường cũng xác nhận thông tin ngừng hợp đồng mời Hiền Hồ trước khi sự kiện diễn ra. Cận cảnh hình ảnh xuống cấp nghiêm trọng của cảng cá Đề Ghi tại Bình Định. Sau hơn 11 năm sử dụng, từ khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp mở rộng cảng cá Đề Ghi, xã Cát Hải, huyện Phù Cát, đến nay cảng cá này đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đối với ngư dân và thương lái nơi đây. Một thương lái thu mua cá tại cảng Đề Ghi chia sẻ, phần mái tôn tại cảng cá này đã cũ nát, lơ lửng trong gió. Mỗi khi gió lớn thì tôi rất sợ, tôn có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Các hộ dân hành nghề vá lưới, trú thôn An Quang Đông, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát cho hay, tận dụng những lúc tàu không cập cảng, các hộ dân này thường dùng khu nhà phân loại cá để làm nơi vá lưới. Tuy nhiên, công việc mưu sinh của họ phải phụ thuộc vào những ngày nắng ráo vì trời mưa không có chỗ để làm. Được biết, cảng cá Đề Ghi được xây dựng từ năm 2002. Tháng 1 năm 2012, cảng cá được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp mở rộng cảng cá Đề Ghi. Tuy nhiên, thời gian vận hành, sử dụng, chịu sự tác động trực tiếp của môi trường nước mặn nên công trình bị hư hỏng về hạ tầng và kết cấu. Trong đó có 3.600m2 hệ thống mái che nhà phân loại, cầu dẫn, cầu tàu của cảng cá bị hư hỏng nặng. Trước tình trạng trên, ngày 21 tháng 12 năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về việc xin chủ trương lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình cải tạo sửa chữa cảng cá Đề Ghi. Thông tin với báo chí về vấn đề trên, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cho biết, sau khi các sở, ngành đề xuất, tỉnh đã đồng ý chủ trương cải tạo sửa chữa cảng cá Đề Ghi, đang lập dự án cải tạo nâng cấp, phục vụ việc ra vào, bốc dỡ thủy sản của người dân. Nếu kịp thì trong năm nay, cảng cá có thể được triển khai sửa chữa, ông Nguyễn Tuấn Thanh nói. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.